our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Sang xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thôn Thuận Thái, thuộc xã Nhân An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì đây là một trong năm làng mai lớn nhất của thị xã An Nhơn, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt đủ tiêu chuẩn làng nghề. Đó là các làng mai Háo Đức, Thanh Liêm, Tân Dương, Trung Định và Thuận Thái. Thì hôm nay cũng là mùng 5 tháng Chạp rồi, mọi người dân nơi đây tranh thủ xuống lá nốt những cây mai cuối cùng để kịp vận chuyển ra đường, trưng bày và bán cho khách hàng phục vụ Tết. Nhưng mà không biết là tình hình năm nay mai giá cả và xuất đi như thế nào. Bây giờ Sang chỉ vào trong những ruộng mai tìm hiểu và quay cho mọi người xem. Những chậu mai đã xuống lá xong rồi mọi người. Xuống lá số lượng rất là nhiều rồi. Đa số những cây mai này mình nhìn là mai Giang Long. Thì theo mình tìm hiểu thì cái dáng này may mắn thu hút tài lộc nên là khách hàng rất là ưa chuộng. Yeah. Như lệch dài là có hoa nó vừa tốt rồi đó chị. Năm nay tình hình bán ế hả chị? Xuất thời điểm này xuất đi nhiều vậy chị? Chưa xuất mà chưa, người ta mới có dạo không mà chưa xuất. Mới có dạo đồ tìm hiểu để còn chưa xuất đi nhiều không? Que cũng 12 cái cầu, người ta mua cái cầu mua. Cái ruộng mai này là của chị hả? Họ sang thấy trên đường bờ tâm của thôn Thuận Thái này, hai bên đường mai của bà con ở đây trưng bày trên đây rất là nhiều mọi người. Hai bên đường trưng bày hai cái dãy mai này. Những đây cây mai, những cây mai đã xuống lá xong, đâu đó thì đem lên này để trưng bày này, để và bán cho khách hàng. Mai năm nay tình hình để tới thời điểm bây giờ đã xuất đi được nhiều chưa em? Lai rai hả? So với năm ngoái thì năm nay có khá hơn không? Năm nay so năm ngoái thì năm nay là thấp bát hơn. Năm nay chậm hơn hả? Hơn dạ. Chắc lý là do năm nay tình hình kinh tế khó khăn thì nói chung là nó tác động ảnh hưởng. Của em dãy đây được bao nhiêu chậu? Của em dãy đây là 150 chậu anh. 150 chậu. Thì số này em đã còn hay là hết chưa, hay là đã còn nữa không? Còn đây mới chuyển lên đường đỡ mặt bằng thôi. Còn ở dưới vườn nữa. Còn vườn một số nữa. Dạ. Năm nay em được mấy ngàn chậu? Em 2.000 ạ. 2.000 nhiều lúc bây giờ nay mới mùng 5 tháng Chạp rồi có sớm em, nhiều lúc khi sớm rồi khách hàng người ta chưa mua chứ. Biết là thường lọ mà mấy năm trước á là cỡ này là mua nhiều rồi. Mà năm nay là hơi bị chẩn là khách chưa có bao nhiêu. Chắc năm nay kinh tế khó khăn quá hơi bị chẩn. Năm nay thời tiết ấm hơn rồi chị. Năm nay hình như em thấy búp đẹp hơn năm ngoái không chị? Sáng hơn. Em thấy búp tương đối đẹp mà. Những cây mai này tầm khoảng mấy năm rồi em mới được trời em? Dạ 4-5 năm. 4 năm. Dạ. 4 năm gọi là như 4 mùa rồi nha. Dạ 4 mùa. Từ nhỏ đến lớn mà nuôi cũng như từ nhỏ lớn. Thật ra 4 năm trời nuôi được cây mai này cũng rất là công phu không? Dạ. Chăm sóc từng ly một tí mới được chừng này chứ đâu biết. Nhưng mà tầm cái chừng này em bán nhưng xuất đi khoảng cỡ bao nhiêu một chậu? Nếu mà tùy theo số lượng khách vào lái nữa anh. Nhưng mà khách hàng mua xí thì chừng này em câu cỡ nhiêu? Nếu số lượng tùy theo như bằng cây em bay á. Thì mà lái thì cỡ 35-40. Nói là bằng như thế nào bằng này. Bằng lý thì tùy theo thơ loại nữa, cây nữa. Cây to tàng khác, cây nhỏ tàng nó khác. Nhưng mà nếu bằng lý nhỏ này tầm có mấy trăm nhỉ? Để nhà nó này cũng 40-50 vậy thôi. 40.
anh hỏi rồi anh đến xin số điện thoại em để đây rồi để có gì khách hàng có ai nhu cầu thì họ dạ. họ mua. Dạ dạ. Em tên gì? Em tên Hậu. Hậu. Số điện thoại của em là mấy? Em đọc lớn lớn. Dạ 0965446479. 0965446479. 446479. Dạ. Ừ. Anh cảm ơn nha. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh. À. Anh giờ anh lại cho quay một số hôm nay đi. Đồ dạ, dạ. xíu nữa. Dạ dạ. Đúng khu vườn này. Đây là những cái mai lầm của chị luôn hả chị? À. À. Mà những cái mai này mai lầm này bán tầm cỡ nhiêu chị? À, bán khoảng 50. À. Em lầm là 50, hết á. 50 một con. Chứ mà em thấy cái mai này mai lầm lại bắp đẹp hả chứ? Bắp đẹp. Ừ, đẹp. Chù, quá đẹp. Cá của vườn từ kia vô ra là có dàn bông là thằng cu nó làm rất là ngon. À. Ừ, thấy là đẹp đấy. Ừ. Làm rất là đẹp, tàn đồ đều đạt, tiêu tàn. Không, chúc chị năm nay là mua bán đắt nha. Mua bán thành công. Dạ, dạ, chúc chị mua bán thành công. Chứ năm quá khổ rồi, năm quá tuột kìa. Đi chỗ chiều khổ lắm. Dạ, dạ. Đó, hai bên đường này mai là rất nhiều mọi người. Mai của những hộ dân đêm nay chân hai bên đường này. Thì đây, chân này là họ treo những bán những số điện thoại. Nếu mọi người có nhu cầu gì thì liên hệ những số điện thoại này. Em, đây là mai của em hả? À, năm nay tình hình mua bán xuất là sao em? Khác chưa? Dạ chưa anh. Ừ. Này chậm lắm anh. Chậm hơn? Dạ. Khách năm nay ít người mua lắm. À. Dạ. Nói chung tình hình giờ người ta vô muộn lắm. À. Ta vô muộn chứ người ta không có vô sớm. Giờ năm nay người ta chờ bông không à? Bông đâm búa. Nhưng mà anh thấy năm nay bông đẹp chứ? Dạ. Năm ngoái nhỏ không? Dạ, năm nay bông cây lớn đẹp nhưng mà giá lại cũng bình thường không bằng năm trước. Giá năm trước như những cây này thì giá nó cao, năm nay lại là giá trung bình. Mấy cây này dáng còn đẹp chứ? Dạ. Cây này là dáng gì em? Dáng lông luôn. Dạ, dáng lông. Hình dáng này là dáng dáng truyền thống luôn. Dạ, dáng truyền thống của mình. Dòng định mình là dáng truyền thống anh. Ừ. Trước khi là nay mới mùng 5 tháng chạp rồi còn sớm quá người Yeah. Người ta chưa mua. Dạ đúng rồi, nay là người ta vô mua muộn chứ không phải là không mua. Ừ. Cái tình hình là người ta vô muộn. Đó như hiện tại các con buôn người ta gọi nhưng mà người ta chờ khoảng mùng 10 đến 15 người ta vào. À. Rồi vào người ta lấy luôn đi ra ngoài đó luôn chứ không có giai đoạn mà chờ. À. Người ta không vô sớm nữa. À. Không phải là như các năm trước người ta vô sớm, người ta chốt cây người ta đưa đó. À. Người ta vào người ta vô người ta lấy nhưng nay không có. Năm nay chỉ họ chờ họ vô lấy lần dạ. ra họ bèn. Đây là người ta... vô là vô là lấy chứ đi luôn người ta không có thời gian vô hai ba lần các năm mỗi năm trước nữa. À. Cái này tầm có nhìn bác sĩ là tầm có bao nhiêu trọng? Em bác sĩ hiện tại tầm này là 70 á. Bác sĩ giá 70 á, 700.000 coi. Cái này, nuôi con mai này cũng coi lại mới tầm mất mấy năm được cái này. Dạ cái này tầm 4 năm ạ. À. 4 năm trời giờ biết đâu. Dạ 4 năm trời. Thực ra mình nói 4 năm trời mà bán 600-700 ngàn. Dạ. Nhưng mà đâu phải là cây nào bây giờ anh có như cây này được, còn một số còn nhỏ nữa, đâu phải là một số như là đây là clip nhất, còn clip nhỏ sâu nữa. À. Như là người ta nó lớn không có điều. À. Có cây lớn cây nhỏ, đây là cây lớn. Đây là những cây tuyến dạ, đem ra này. Dạ cây tuyến, còn cái hàng nhỏ thì nhỏ hơn là bo chứ. Nên là đâu có đồng lọt được đâu, tính là cây mai đâu có giá trị bao nhiêu đâu. À. Dạ, số lượng nhiều nhưng mà. Của em để khu đây được bao nhiêu trồng? Được 150 cậu à, từ tốt ngồi tốt ngoài kia ra ngồi tới trong này. Tức là mới chân diện thôi chứ còn trong vườn còn nhiều chưa đem hết luôn. Dạ trong vườn em còn tới 1.500 cây nữa. Ừ. 1.500 cây như vậy. À. Đấy, cứ đưa lên mặt tiền này hết rồi người ta mới rồi lấy lên nữa đem lên. À. Thì ai khách nào còn đi tỉnh nào thì có tỉnh nói với mình là 2-3 clip á. Miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, Tây Nguyên cũng có. Em tên gì? Em tên Vũ. Vũ. Vì là số điện thoại của em không? À, okay. Đến em quay lại số điện thoại của em khi nào khách hàng ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em. Đây là số điện thoại của bạn Vũ nha mọi người. À, nếu mọi người có nhu cầu mua bán cái gì liên hệ với qua số điện thoại này. Tiếp tục mình đi tới những trên tuyến đường này gặp những chủ mai để mà tìm hiểu liên hệ quay cho mọi người xem. Hey, mai của dùng mai của chị hả chị? 0982436357. Rồi được rồi.
Nhưng mai tầm này như mình bó xí là khoảng bao nhiêu chậu, bao nhiêu chậu? Dạ nếu bác sĩ là giá 55. Mà mai thấy mai hôm nay bắp nó đẹp chứ. Thấy nó đều. Năm ngoái thì bắp nhỏ hơn đúng không? Dạ. Đây mình chăm sóc rồi ở chừng mấy năm mình được chừng này? 4 năm anh. Trời 4 năm trời chăm được cả mai công phu ghê chứ biết đâu. Đây là dáng đa số dân lâm hết. Dạ dạ. Ừ. Tìm hiểu đây là cái dáng truyền thống mà. Phía mình cạnh đây là của chị luôn hả? Dạ, hay là rồi. Hay là của chỗ khác? Chỗ khác hả? Dạ. Cô đây của Mai mà. À, của Mai. Con đường này chắc để dành phục vụ cho Mai rồi đó. Dạ. Tính quy hoạch là cái đoạn đường này dành cho trồng mai chân bán mai rồi. À, chào anh, sao lại phải gỡ rồi anh? Dạ, gỡ ra cho nó chỗ nó tinh cây ra cho nó. À. Dạ, cho nó bung cây lên cho nó đẹp. Dạ, họ có mua gì, họ không gỡ. Chứ phải họ mua là, mình gỡ cây ra hết. Chứ dạ. họ mua cái chậu ấy. Chứ còn cái cây là mình dạ, gỡ ra. Ừ. Gỡ. Đây là cô của anh tất cả được bao nhiêu chậu? Em có mấy 4-5 ngàn cây ạ, còn mấy vườn ở trong nhà cây nữa. À, dạ. Bây giờ mình trưng thử một số đây rồi bán hết rồi bắt đầu. Dạ đúng rồi. Trưng đem ra nữa. Bán hết có khách thì mình dẫn vô vườn luôn, cho người ta nó được thì trăm bá coi mấy cam chuyển về cho nhau. Chuyển về mình đem biết đem mình trưng rồi. À. Hôm nay là đêm một đêm tháng chạp rồi, có ai được cặp gì cho anh? Cũng bán được ít, nói chung là cũng bán đầy đầy. Này tình hình nó khác hơn năm ngoái không? Dạ năm nay chắc chậm anh. Chậm do tình hình kinh tế nó ái quá thành. Nói chung khách này cũng chưa mua bao nhiêu hết. Năm nay nghe nói với tình hình tới giờ mà phản ứng chậm rồi. Dạ đúng rồi. Do kinh tế thanh nó eo hẹp quá. À. Người ta nào cũng. Đấy, cái mấy năm cỡ dài là bán nhiều. Thì có khi nào giờ mốt một năm chạp rồi còn cuộc sớm sợ khi dạ, sớm rồi. Thì do năm giờ rồi người ta bớ bông á thành nó cũng sợ sợ. Chờ đó bông bóp kịp thì nó mua luôn. Nó đi cho nó dở. Chứ họ vô ra nhiều lần hả? Tốn thời gian. Dạ, yeah, thì vô nó ở nhà nghỉ rồi. Nói chung dân đa số ở Bắc ở nhà nghỉ rồi. Thành tốn tiền ấy rồi. Nói chung là mai mình định là chủ yếu là đi ra cánh mấy tỉnh phía ngoài Bắc là nhiều. Dạ, yeah, đúng rồi. Bắc là đa số Bắc. Trung mà không bao nhiêu hết. Mà mình thấy năm nay bông mai là bóp đẹp rồi chứ. Dạ, yeah, bóp nói chung năm nay bóp nhiều ạ. Giờ nó ít nó ra thành bắp nó nhiều này. Cây này tầm có bao nhiêu chậu anh? Nếu đây bác sĩ. Đúng bác sĩ có giá 700 mấy. Dạ, nói chung cũng đủ loại hết. Ừ. Có đây là có 350. Nói chung đủ hết. Đa số dùng mai là toàn mai dân lâm hết không? Dạ, dân lâm với nói chung bay rồi vậy. À, dân truyền thống. Dạ. Giờ anh phải gỡ hết những mấy cái đúng rồi, dạ, dọn ra. Hết nạp ra cho nó bung cái cây này. Nó dọn ra anh thấy cây nó bung lên nó đẹp. Nếu mình làm vệ sinh rồi cho nó sạch sẽ cái cây đó người ta nó thấy nó nhìn ra cái cây nó đẹp á. À. Đó mình dọn hết ra. À, dọn hết cho nó tống tải cho nó dạ, không, nó hấp dẫn hơn. Nói chung mình làm nhiều quá mình phải làm cái phương pháp này cho nó đỡ có. À. Nhú cho nó đỡ cho không có dữ lắm. Xong bắt đầu mình dọn sạch sẽ hết nè. À. Bung dọn hết. Đúng rồi, người ta nó mua gì là cứ đỡ rồi nó bán thôi. Nếu mà kỹ nữa là mua sơn mình sơn cái chậu đó cho đẹp. À. Và coi như mình bán nó dở. À. Mình thấy dọn rồi rút nạc về cái này nó thấy nó đẹp. Cái này đẹp rồi chứ. À, tay tàng đều ren hết, bông bắp được, bắp quá nhiều. Chủ cái đây mà nó như tầm này như canh đạch lá trường này là ok rồi anh. Dạ đúng rồi, ở đây là nếu mà đánh thì ra bắt được mà nó lạnh thì bán ở trung. Mà theo mà, người ta sao biết chứ như theo ý em là thà cho sớm hơn cho muộn. Dạ đúng rồi. Tầm có 15, 20 là nữa là được cho nó tốt được. Chứ lúc ra là tốt rồi anh mình đi làm rồi thôi chứ chừng đấy nữa đâu
thì mình chơi có tầm mùng 10 là nó hết phong rồi mình cũng lo đi làm chứ lý mình đỡ đâu. À, trời sớm hơn cho muộn nha. Dạ, nhưng mà thấy năm quá nó không có bông thâu đâu có bán được đâu. À trùng có bông thì nè, nó nở sớm chút vậy chứ mà nó tài búp nó nhiều nó đó, cây mai nó hơn gần cả tháng mà sao hết được. Điều một hai cái nó sớm thì bông nó đẹp. Sao thì nó sớm mà còn ra sôi có lọc nữa. Dạ vậy. Đúng rồi. Nhìn thấy nó đẹp. Chứ còn nó buồn quá thôi bó tay. Cái mai mà người ta mua không có bông là người ta nó không mua. Chỉ là số điện thoại của anh không? Dạ dạ. À để quay số điện thoại cho mọi người, có ai có nhu cầu trao đổi mua bán gì liên hệ số điện thoại. Tôi anh gì vậy anh? Kháng anh. Kháng. Kháng à. Đây là số điện thoại của anh Kháng chủ cái dĩ mai đây nha mọi người. Nói chung em còn có mấy vườn ạ. À. Dạ, cái đây là chính quyền mình chở ít ra trưng vậy, có khách thì nếu nó mua số nhiều nữa thì mình dẫn vô vườn ấy. À. Mình bán. Thôi cảm ơn anh Khá nha. Dạ.